Hello các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhá. Thế mai mình sẽ tục cái series hoa quả ái chiến nhá. Ok, như tập trước thì chúng ta đã đến bằng tối giờ thì lần này mình sẽ thêm bằng nam nhá. Ok. Ôi rồi, 1, 2, 3, ôi nhiều quá. Ôi mình hack rồi mà không lời lo đâu, chó tăng nhanh. Đấy, đó, ra đây nè. Rồi, tặng tên tôi bông hoa nữa đi, đó ra. Rồi đâu rồi, nó ra ở bên nào? Định bắn con hoa của mình các bạn. Đặt ra hoa tiếp. Con hoa này nó sẽ để ra tiền nhé các bạn. Con này sẽ bắn con zombie. Ok. À, ngoài chơi nhây. Chơi nhây với anh này. Không chơi nhây với anh được đâu. Con hoa này nó sẽ giúp tăng tiền cho mình. Thì mình không, nó không phải, mình không phải nhặt tiền đây. Nào, con này tiếp tục quá. Ôi trời ơi, tuổi dê con này, tuổi tôm chết rồi con này ạ. Cay. Cay chó có lá ra đó, chết luôn. Anh không phải lo là có gì đâu, cứ bắn đi thoải mái. Ôi rồi, cho con đất ra, con đất này nó sẽ chặt lại nhá. Rồi con kia để nó ăn lâu ấy, cứ nó ăn lâu thì mình sẽ có thời gian để mình bắn chết nó. Ok đây. Thế là ok, hết luôn. Mình đang khá là nhiều cái mặt trời đấy. Ôi lắm rồi đấy, căng à, hơi bị căng đó, hơi căng rồi đấy. Giết này. Con mà đội mũ thì mình phải con cây này mới đánh được nhá các bạn. Nếu các bạn nào chơi thì các bạn sẽ biết. Rồi con cà chua. Cà chua cản tử hủy diệt gần như toàn bộ kẻ thù trong phạm vi xung quanh nó. Ok. Tiếp tục. Ok, đang loát các bạn ơi. Trời, mấy con này tuổi dê. Ồ, nó tăng lên rồi à. Đó, tăng lên cho zombie, tăng lên. Chuẩn bị, chiến đấu, ok. Đi ơi. Ồ, hay. Lẽ với cái này nó hướng hơn nữa. Nó bắt mình như thế chứ. Các bấm vào, các bạn sẽ biết công dụng đó. Ok, chống con hoa ra. Ô, lần này có 2 cái bao đó. Không biết mình có thắng nổi không? Không biết.